Ơi. Ba đố cô cư nhá. Đây là hình gì? Người nhện của ba. Đúng rồi, siêu anh hùng. Ba sẽ lựa chọn một cái màu để ba tô một cái phần trên bức tượng này. Cư thích màu gì? Cư thích màu đây. Màu nào con thích màu gì? Con chỉ bác xem màu đi. Màu đây này. Màu đây đi. À, màu đấy là màu xanh. Ờ, đây nó thích màu gì con? Màu đỏ. Con chỉ thôi. Đâu màu đỏ đâu, chỉ màu đỏ bác xem. Màu đỏ. Rồi, màu đỏ. Đây nó thích màu đỏ này, bà tôi màu đỏ trước vậy. Màu đỏ nhá. Màu đỏ áo choàng. Ba sẽ lấy màu đỏ để tô lên chiếc áo choàng. Và bất kỳ ông bố nào cũng có thể trở thành một phần là siêu nhân. Yeah, bà cô. Đấy, con nhìn kìa. Đây nô ơi. Đây nô ơi, nhìn bà tô này. Nô thì thích đỏ, cư thì thích xanh. Trong khi đó thì ba đã chọn đỏ vào chương trình cho ba một màu. Chiếc áo choàng ấy thì nó luôn luôn là một cái hình ảnh không thể thiếu của các siêu anh hùng. Một cái chiếc áo choàng đỏ thì nó tượng trưng cho cái việc là mỗi người ông bố sẽ luôn luôn cố gắng hết sức, hết khả năng của mình để làm tốt nhất cho con. Yeah, ta là siêu nhân đây. Yeah, ta không đi giải cứu thế giới mà ta đi chăm sóc các con của ta. Yeah, yeah, yeah. Thơm. Ba, thơm bằng sữa cô cứ thơm ăn chưa? Cô không yêu ba. Thế tại sao tự nhiên lại không yêu ba hả con? Dỗi gì? Cô cứ có yêu ba nữa không? Hay là cô cứ vẫn còn ghét ba? Ghét ba. Một khi ghét ba rồi thì có thơm ba được không? Giỏi ba. Không yêu ba đúng không? Thế thì bây giờ ba sẽ để Dino yêu ba nhá. Dino ơi, Dino yêu ba một cái được không? Nó thơm ba. Con có yêu ba không? Có yêu ba. Yêu nhiều không? Có yêu. Ba gì hả con? Ba chứ. Ba chứ nhà. Ở nhà con yêu những ai nhỉ? Yêu ba này, yêu ai nữa nhỉ? Dino yêu ba hết rồi đây này. Ba cũng yêu Dino nhá. Không à, chứ thôi. Vẫn giận dỗi hả con? Thế bây giờ ba lấy hết cái phần yêu của ba dành cho cô cư thì ba chuyển sang cho Dino nhá. Ba yêu hết Dino nhá. Dino thích màu đỏ này, ba tùng màu đỏ trước vậy. Ba yêu hết Dino nhá. Nào, bây giờ ba yêu Dino, Dino yêu ba nên là ba chuẩn bị cho Dino lên trên vai ba xong rồi ba đi xung quanh nhà đây này. Quá khích. Con không được, không được thế. Ba thơm này á. Ba đang yêu con. Không thơm. Hành động của Goku vừa là xấu đấy con ạ. Con đừng không được ném đồ nhá. Lần trước bà đã nói con một lần rồi. Cái tay của con không được ném đồ. Phải biết giữ gìn. Chứ làm sao mà lại con lại đi ném. Ném là con phá. Mà phá là không được rồi. Tuổi của con là phải biết giữ gìn. Đúng không? Đúng không Goku? Ba yêu con à? Con trai của ba. Ra đi ba. Ra yêu con à? Con yêu của ba. Ba yêu con mà. Con trai của ba. Nào. Con. Ra đây. Ra đây ba yêu. Ra ba yêu con. Ra ba yêu con à? Rồi. À, con đọc truyện rồi, con đọc truyện ba nghe. Nào, con đọc truyện nào. Con đọc truyện cho ba nghe nào. Đọc truyện nào. Ngày xưa. Nào, đọc lại nào. Ngày xưa. Đúng rồi. Viettel Media, sản xuất và phát hành.